Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh Madam Thương Vlog. Ngày hôm nay Madam Thương sẽ dắt các bạn đi vô ăn trong nhà hàng Hoa Mộc Châu tại thị trấn Nông Trường của Mộc Châu, tỉnh Sơn La nha. Bây giờ mình đi ăn lẩu nè. Nào đi theo Madam nè. Đây. Bắt đi, tắt đi. Chị để 5 người 100 nha. Đây, lẩu rất là ngon nha. Đây, nhà hàng Hoa Mộc Lan. Trời ơi, xương muối các bạn ơi. Đây là xương muối đây. Lạnh quá rồi. Tối nay không biết mấy độ ta. Mấy độ quá. Coi coi cho bà coi mấy độ coi, nó lạnh quá. Chụm củi nè. Ấm chút. 12 độ, bây giờ đang 12 độ xong sẽ xuống 10 độ và 12 độ gì mà lạnh dữ vậy? Mà 67 độ hả? Xong sẽ 6 giờ mai xuống 7 độ. Trời ơi, ra khói nè, nói có nói lộn không? 12 độ mà sao ra khói nè. Đây là 15 12 độ tí xuống 10 độ xong bắt đầu 1 giờ xuống 10 độ. Xong 2 giờ xuống 8 độ. 2 giờ sáng. Và 6 giờ sáng xuống 7 độ. 8 giờ sáng mai hả? Vâng ạ. 9 giờ 7 độ, 10 giờ 8 độ. Cao nhất là trưa mai là lúc 10 là 9 độ, 12 là trưa mai. Thôi, trời lạnh này mà hút thuốc lào là thôi có lý quá. Bà ngoại đốt lửa ấm không? Ấm ha. Bên đây coi đang làm gì đây? À. Quý vị cũng đang đi ăn tối đây, ăn tối nhà hàng Hoa Mộc Châu, ăn bữa tối đầu tiên trong chuyến đi Tây Bắc nha. Ôi trời ơi, trời ơi, cái lẩu gì mà bé thế Phượng? Dạ, con cho đồ ăn rồi, xong rồi. Lẩu gì mà bé thế? Cái lẩu này nó vừa lắm, nó bé chính xác là to. Một dĩa này mà 5 người ăn. Ôi cha ơi. Cái gì dĩa này 5 người? 5 người ăn đó. Cảm thấy đó. Cảm thấy ăn chắc không no quá à. 2 mâm 10 người ăn. Chắc nó không no quá à. Nó xỉu. Chuẩn bị sôi lên là ăn nha. Ăn gà chấm chấm chéo nè Hữu ơi. Nè chấm chéo. Dưa leo sắc cũng không giống trong bình nha. Chấm chéo là mắc khén với lại hạt gỗ gì chấm luôn hết trơn rồi đó.